Rồi, yeah. Vớ bố phổi. Ôi trời ơi. Chưa uống đã say. Thôi để cái này quá. Cái ly sống mà. Xin mời cả nhà nhé. Bác chủ quán nó uống một ly đi. Thôi đã uống rồi, mở cho đến đi. Sáng đã uống để duy trì huyết áp ổn định rồi. Đúng rồi. Đó thì mời xin mời đi. Rồi, để hai vợ chồng già bác Quang có thật thì cứ làm cái quán thế này thôi, trả bên cả đi em. Thì làm xưa hay bán hết là nằm buổi tối, sáng từ sớm rồi làm.